Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Pekabin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Pekabin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Pekabin Capec -itabin. Công dụng và chỉ định Điều trị bước 1 cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn Điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn 3 sau phẫu thuật Dùng trong đơn trị liệu cho bệnh nhân ung thư vú tiến triển sau khi thất bại hóa trị nhóm tạ sắn và cả nhóm anthracycline và hoặc những ung thư khác mà không có chỉ định dùng anthracycline phối hợp với độc Etexel điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến triển sau thất bại với hóa trị. Phối hợp hợp chất platin trong điều trị bước 1 cho bệnh nhân ung thư dạ dày tiến triển. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Chống chỉ định Không sử dụng thuốc Pekabin 500mg cho người có tiền sử mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc. Chống chỉ định với các trường hợp suy giảm chức năng thận nặng CLCR nhỏ hơn 30ml phút. Người đang điều trị với Sorivuzin, Breevuzin, người thiếu hụt dị hydropyramidin dehydrogenase. Không dùng thuốc cho bệnh nhân giảm số lượng bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu nặng, người suy giảm chức năng gan nặng. Người đang uống dạng phức hợp Tegafu, Gimeracin, Oteracin kali hoặc trong vòng 7 ngày sau khi dừng thuốc. Không nên sử dụng thuốc cho người bệnh không dung nạp Galactios, thiếu hụt láp lạc tây hoặc kém hấp thu gluco Galactios. Lưu ý khi sử dụng. Cân nhắc kỹ lưỡng khi dùng thuốc cho người bệnh suy giảm chức năng gan, có tiền sử tăng hoặc giảm canxi máu, bệnh về thần kinh trung ương hoặc thần kinh ngoại biên, tiểu đường hoặc rối loạn điện giải, bệnh mạch vành, suy tủy, bị loét hoặc chảy máu đường tiêu hóa, người già trên 65 tuổi. Một số các biến chứng có thể xuất hiện trên mắt hay da, thật sự thận trọng và cân nhắc khi dùng thuốc trên đối tượng này. Trong thời gian sử dụng thuốc, Người bệnh tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định về liều của bác sĩ điều trị, tránh việc tăng hoặc giảm liều để đẩy nhanh thời gian điều trị bệnh. Tác dụng phụ: ỉa chảy, nôn nao, nôn mửa, đau bụng táo bón, khó tiêu, viêm miệng, hội chứng bàn tay bàn chân, viêm da, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, kém ăn, đau, đau nhức cơ, đau đầu, chóng mặt, khó ngủ tăng hoặc giảm canxi máu và mất nước, tăng bilirubin huyết, tăng triglycerid huyết. Ngoài ra bệnh nhân còn có thể xuất hiện các loại u mỡ, phù, xuất huyết âm đạo, ứ nước bể thận, tiểu đêm, huyết khối tĩnh mạch sâu. Tương tác Dẫn xuất comorin, allopurinol do có thể làm giảm hiệu quả của năm phu, Sori do gây tăng độc tính của dẫn chất IF-fluoropyramidin. Phenitoin, tăng nồng độ thuốc phenytoin trong máu, ngộ độc thuốc có thể xảy ra. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Pekabin, đồng thời biết cách sử dụng Pekabin, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham